mình không cần được ngồi chung với bạn nữa rồi. Mình không thích đổi chỗ mỗi tháng một lần chút xíu nào hết. Mình cũng vậy. Mình không thể copy bài tập về nhà của Minty nữa rồi. Nhưng bạn mới ngồi cùng bạn với bạn là Trang Ho mà. Như vậy thì sao chứ? Tất cả các bạn gái ở trong lớp ai cũng đều thích Trang Ho hết á. Không giống như những bạn nam khác, Trang Ho là một người trầm tĩnh và kín đáo. Và nghe đồn là nhà bạn ấy rất dài và có ngôi nhà rất rộng lớn luôn. Thật như vậy sao? Nếu vậy thì chắc chắn bạn ấy sẽ mang theo nhiều bánh ngon lắm đây. Ăn chưa thôi, ăn chưa thôi. Cái gì vậy chứ? Lại là đậu với cá cơm nữa sao? Mình đã nói với mẹ là mình không thích rồi mà. Để xem các bạn khác có món gì ngon đấy. Ủa, bạn ấy đang làm gì đó? Chắc là bạn ấy đem theo món gì ngon lắm đây. Trang Hoa, ghi mình một chút đi. Không thể nào. Kim Trang Ho, ngày hôm nay mình sẽ ăn hết bữa trưa của bạn. Mọi người đã tới lớp của thầy giáo dục thể chất rồi, vì vậy nên bây giờ nó sẽ thuộc về mình. Chuyện này là sao vậy chứ? Không có một chút thức ăn nào ở trong hộp này luôn. Cái gì vậy ta? Kim Trang Ho, con người này thật là đáng ngờ mà. Chuyện gì vậy? Mình nghĩ là nhà bạn ấy rất giàu có, nhưng sao lại như vậy chứ? Anh à, em đói bụng quá. Em cũng vậy. Chờ anh một chút nha, anh sẽ nấu cho tụi em ăn. Trời ơi. Chôi cha đúng. Bạn làm gì ở đây vậy? Trang Hô nhìn y chang như mẹ của mình. Chị ơi, em gọi chị là chị có được không? Em cũng vậy, em gọi chị là chị luôn nha. Không thể được, chị gọi chị ấy là chị trước nên em không thấy gọi. Sao chị gọi được mà em không được? Chị kỳ quá. Chị không được, chị không được đánh nhau. Chị không được đánh nhau. Nè mấy đứa, đừng có đánh nhau mà. Cha Đu à, bạn tuyệt vời thiệt á. Thôi đi, mấy chuyện này mà tuyệt vời cái gì chứ. Mình cũng có đứa em gái và đứa em trai giống y như bạn vậy đó. Thì ra là như vậy. À, trời ơi, lại là cháu nữa sao? Khi nào mẹ mới về vậy? Mẹ luôn làm những món ăn rất là ngon. Phải đó anh à. Mấy đứa à, đừng có như vậy nữa. Mấy đứa đừng có phàn nàn về đồ ăn nữa. Mấy đứa không muốn ăn đồ ăn của anh trai mình đã nấu hay sao? Dạ, dạ tôi sẽ ăn. Cha Đu à, cảm ơn bạn nhiều nha. Hey, đâu có gì đâu. Mình xin lỗi vì đã theo dõi bạn về tới tận nhà của bạn. Đừng có bận tâm, tụi mình là bạn bè với nhau mà. Mẹ của bạn luôn về nhà trễ như vậy sao? Hả? À không, chuyện này... Thật là khó để chăm sóc các em khi ba mẹ vắng nhà ha. Thật sự ra, ba mình đã mất khá lâu rồi. Và mẹ mình cũng đã không về nhà cũng một thời gian. Gì chứ? Mẹ của mình đã rời khỏi nhà để đi làm từ hồi tháng trước. Tới giờ vẫn không tin tức gì. Chuyện gì đã xảy ra vậy hả? Tất cả thức ăn của em để ở trong tủ lạnh đều biến mất hết rồi. Nhẹ
Ai đã làm chuyện này? Gì vậy chứ? Vì vậy mẹ đã bôi bột Quỳnh Quang vào trong tủ lạnh rồi. Hãy nói cho mẹ nghe, Mao Linh. Con đã làm gì với số thức ăn đó? Cha Đu ơi. Ủa là ai kêu ạ? Ủa mẹ ơi. Con nói gì vậy? Sao lại kêu mẹ? Con là con của ai? Con xin lỗi bác. Vì nhìn bác giống mẹ của con quá. Con là bạn của cha Đu, và con tới đây để trả lại cái này. Gì chứ? Cha Đu luôn mang thức ăn cho con vào mỗi buổi sáng. Con thật sự rất cảm ơn ạ. Đồ ăn ngon lắm bác ơi. Như vậy có nghĩa là con ngày mai con sẽ mang trả lại các hộp đựng thức ăn cho bác nha. Con thật sự xin lỗi bác. Không sao đâu, bác sẽ cho con thêm nữa. Nếu con cần thêm thức ăn thì cứ việc mang hộp đến chỗ bác. Ôi trời, cha Đu à, sao con không chịu nói sớm cho mẹ biết về chuyện này chứ? Tự nhiên lén lút lấy thức ăn đem đi làm gì? Vậy thì con nghĩ là mẹ sẽ nổi giận. Các em của Trang Hô đều rất thích các món ăn này. Mình thích các món ăn mà bạn mang tới lắm đó, cha Đu à. Vì bác là đầu bếp số 1 thế giới mà. Mẹ ơi, mẹ. Hai em à, bác đây là mẹ của chị cha Đu mà. Gì hả? Bác ấy không phải là mẹ của chúng ta sao? Thôi, được rồi, đừng khóc nữa mà. Thôi đừng có khóc nữa. Sự cảm ơn bác rất nhiều vì ngày hôm nay. Không có gì đâu, con mau vào trong nhà đi. Chắc các em của con sắp thức dậy rồi. Xin lỗi cho hỏi, chị có biết địa chỉ này ở đâu không? Chú đưa con xem thử cho chú. Đây nè. Đây là địa chỉ nhà của con mà. Hay quá, đây là thư của mẹ con gửi về. Các con của mẹ vẫn khỏe chứ? Mẹ có một công việc ngoài thành phố và mẹ sẽ cố gắng quay trở về với các con sớm thôi. Vì vậy mẹ đã không nói cho các con biết về việc này. Ở đây có rất nhiều việc phải làm nên mẹ không thể về thăm các con được. Mẹ thật xin lỗi các con. Mẹ sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền và sớm quay về với các con. Các con à, ba đã về rồi đây.
cái đứa này thiệt tình. Bà có mua chuối cho các con nữa nè. Chuối là số 1. Bức hình này sao mờ dữ vậy? Không thể biết đây là ai được. Nhìn ngon quá đi. Đúng rồi, đó là kiểu tóc của cô bé trong hình. Chà, anh ta đã gửi một đứa trẻ đến đây mục đích là nhằm muốn tránh mặt cảnh sát. Ông chủ của mình thật tài giỏi. Nè, là nó đây. Dạ, bộ chú, cho con miễn phí tiền hả chú? Hãy trở về an toàn nha, tôi đã hoàn thành một phần nhiệm vụ rồi. Có chuyện gì xảy ra với chú ấy vậy ta? Nhưng dù sao thì ngày hôm nay mình thật là may mắn. Tuyệt vời. Ôi trời, hoan nghênh đến với tiệm của tôi. Có chuyện gì với gói hàng vậy? Tôi đã vào nói cho cô bé rồi ạ. Tôi không nghĩ là ông chủ sẽ gửi một đứa bé đến đây. Ông chủ thật đúng là thông minh. Cái gì chứ? Anh đang nói cái gì vậy? Tôi không hề gửi đến một đứa bé nào hết trơn hết trọi à. Cái gì? Rốt cuộc anh đã đưa gói hàng đó cho ai rồi hả? Tôi xin lỗi ông chủ, bức hình đó quá mờ. Chính là đứa bé mới vừa đi đó. Hãy mau đi tìm nó ngay. Dạ. Chứ bự như vậy á, không thể nào tin được. Nè, Shadow dễ thương à, cho mình một phần có được không? Sao bạn lại đánh mình? Bởi vì đây là một quả chuối rất là đặc biệt, cho nên mình sẽ ăn hết nó một mình mà thôi. Đây cũng giống như là tìm một cây kim trong đống cỏ khô vậy. Làm sao có thể tìm được một đứa bé khi chúng ta không biết gì hết? Cậu đói bụng hả? Có cần đi tìm món gì để ăn hay không? Dạ, có thật là được vậy không? Lúc này mà còn nghĩ tới chuyện ăn uống sao? Nếu như hôm nay mà không tìm được đứa bé thì cậu sẽ biết tay của ta. Con khỉ à? Con đói bụng hả? Con nghe thấy chưa? Con đứng chờ làm gì nữa? Hãy mau đi tìm nhà hàng nhanh lên đi. Dạ thưa ông chủ, chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta tìm không thấy quả chuối đó? Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu như có ai tìm thấy những viên kim cương ở bên trong? Hãy cầm cái miệng của người lại đi. Nếu có ai nghe được thì sao đây? Dạ thưa ông chủ, hãy nhìn kìa, chính là trái chuối khổng lồ đó. Ta cũng nhìn thấy rồi. Cảm ơn chủ quán, không cần thối lại. Tình hình hiện giờ thiệt là nguy hiểm, và sức mạnh của anh hùng đã tăng lên gấp 10 lần rồi. Nó thật là tuyệt vời. Anh ấy đã đánh bọn chúng giống như vậy nè. Shadow à, có lẽ chúng ta nên để nó lại giống như cũ đi. Để làm gì chứ, dù gì nó cũng bị bỏ đi rồi. Thôi được rồi, mau đi thôi. Trời đất ơi, sao một đứa bé gái lại mạnh như vậy chứ? Dạ thưa ông chủ, tôi không nghĩ là chuyện này sẽ dễ dàng với chúng ta đâu ông chủ ơi. Hẹn mai gặp lại. Chào Đôn ngoan nha, đã lâu rồi không gặp. Đây, chị để dành miếng xúc xích này cho em nè. Thôi được.
được rồi, bây giờ chị phải về nhà rồi. Chào tạm biệt em nha. Nè, tụi bay nghĩ con đường này ổn không vậy? Ta cảm thấy ngõ hẻm này đầy sự nguy hiểm. Tuy có vẻ là vậy, nhưng nếu bây giờ đi đường vòng, chúng ta có thể sẽ mất dấu con bé đó. Đúng lắm, vì vậy chúng ta không còn sự lựa chọn. Được lắm, hãy đối phó với con chó đó đi. Con bé đó không gặp chút rắc rối nào với con chó hết, vì vậy chúng ta cũng sẽ không sao đâu. Hãy im lặng và bước đi. Ta không bao giờ sợ bất kỳ con thú hoang dã nào hết. Tất cả hãy theo ta. Đó nè, đủ rồi đó. Mấy chú là ai vậy? Và từ nãy tới giờ sao cứ theo dõi con, vì mục đích gì chứ? Không phải, chắc con đã hiểu lầm rồi. Bọn chú chỉ đi ngang qua và nghĩ quả chuối trên tay con rất là đặc biệt. Thật sự ra bọn chú chưa từng nhìn thấy quả chuối nào lớn như vậy à. Đúng là như vậy, đây thật sự là một quả chuối rất đặc biệt. Con không nỡ ăn và sẽ gìn giữ nó mãi như vậy. Nhưng có điều, nếu như con không ăn nó sẽ bị hư đó nghe. Vì vậy nếu trước khi nó hư, con hãy bán lại cho chú đi. Chú sẽ cho con thiệt là nhiều tiền. Đây nè. Nhưng mà tại sao chú lại muốn mua quả chuối này chứ? Chuối có bán ở khắp mọi nơi kia mà. Đó là bởi vì quả chuối này có màu vàng rất đặc biệt và nhìn nó rất là ngon. Chú không thể ăn bất cứ thứ gì nếu nó không ngon. Thiệt đó. Thì ra là chú cũng rất thích ăn chuối giống hệt như con vậy. Tất nhiên là như vậy rồi. Chú không thể nào sống được nếu như không có chuối. Dạ con đã hiểu rồi. Nếu như vậy thì... Ý con muốn nói là sẽ đưa quả chuối cho tụi chú xong. Dạ đúng, nhưng mà con cần đổi lại một số thứ. Được, là những thứ gì vậy? Đó chính là một số thứ mà con cần làm ngay hôm nay. Tại sao mình phải trả hết những thứ đó chứ? Búa bao kéo. Búa vui quá đi, chơi vui quá đi. Con lại thắng mấy chú nữa rồi. Ngày hôm nay thật sự vui lắm. Bây giờ con phải về nhà ăn tối đây. Chào tạm biệt mấy chú nha. Ờ đó. Con nó sẽ đưa quả chuối nếu hôm nay bọn chú chơi với con mà. Đúng rồi, con đã nói như vậy. Nhưng mà quả chuối này thật sự rất là lớn, nên con nghĩ không chỉ một ngày là đủ đâu. Chính vì vậy, nếu các chú chơi với con thêm ngày mai nữa thì con sẽ suy nghĩ lại. Nè con bé kia, nghe đây, con nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả? Nãy giờ ta đã đối xử rất tốt với con rồi. Người ngoài hành tinh kìa. Họ thiệt là ngốc ghê. Đuổi theo và bắt con bé lại. Làm cách nào mà một đứa bé lại chạy nhanh như vậy chứ? Nó đã chạy trốn ở đâu? Tức thiệt, nó lợi hại hơn là ta tưởng. Giờ ngươi sẽ biết tay ta. Nè con khỉ, hãy mau xông lên đi. Đến đó và lấy quả chuối về đây cho ta. Chết rồi, họ muốn cố bắt mình cho bằng được. Hãy đứng lại đi. Nếu như mấy chú cứ tiến tới, con nhất định sẽ ăn nó. Không được, đừng có ăn nó mà. Hãy đứng yên đó, không ai được phép cử động. Con khỉ, hãy hành động mau lên. Trời ơi, kim cương của chúng ta đã nằm ở trong bụng của con bé đó rồi. Kim cương sao? Hãy câm miệng lại đi, sao ngươi dám tiết lộ như vậy? Vậy thì ra là có kim cương được giấu ở trong quả chuối này sao? Giờ mình đã ăn nó và nuốt nó vào trong bụng rồi.
Đúng là như vậy. Bên trong quả chuối đó có giấu một viên kim cương lớn nhất trên thế giới này. Nhưng bây giờ nó nằm trong bụng của ngươi rồi, cho nên ta bắt buộc phải bắt ngươi đi theo luôn. Nếu chú tiến lại gần thì con sẽ la lên đó. Các người đã bị bao vây, bao giờ hai tay lên. Ôi trời ơi, cha đua à, cháu không sao chứ? Cháu có bị thương gì hay không? Mình đúng là đúng đắn khi gọi điện thoại báo cho cảnh sát. Bọn chúng rất là lũ xấu xa. Dạ, con vẫn ổn không sao hết. Cô đừng lo lắng gì ạ. À. Thiệt là hay lắm. Và bây giờ thì mình sẽ... Cha đua à. Ôi trời ơi, tôi bắt cả nhà phải chờ con bao lâu nữa đây? Chị ơi chị, bụng của em đau không chịu nổi. Chị xin mọi người hãy ráng chờ con một chút đi. Con đang cố gắng để cho ra một quả trứng vàng. Con bé cha đua nó đang nói cái gì vậy? À, thật là tốt quá đi, sắp được rồi. Được rồi, chơi cha đu, con ra đây mau lên đi. Mẹ ơi, ráng đợi con một chút đi, con sắp xong rồi. Tại sao mọi người lại cứ hối thúc trong khi mình làm việc này gì cả nhà chứ? Thiêu rồi, viên kim cương của mình. Ôi trời.